du khách Mỹ đến mua hàng ở trung tâm thương mại Sài Gòn Square ở số 77 và 89 ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra mâu thuẫn với chủ sạp, đã bị chủ sạp chém bị thương. Vào ngày 19 tháng 12, Công an quận Nhất thành phố cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận đang tạm giữ Võ Nguyên Khoa, 29 tuổi, ngụ ở quận 10, là chủ một sạp tại trung tâm thương mại Sài Gòn Square để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ông Jason Verdun, 46 tuổi, đã cùng bà Eileen Guiman Chen, 48 tuổi, cả hai đều quốc tịch Mỹ, lưu trú ở quận 3 thành phố. Đến sạp của Khoa mua hàng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Khoa cầm một lưỡi cưa chém làm đứt gân tay của ông Jason Verdun rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua điều tra ngày 18 tháng 12, Công an quận Nhất đã tạm giữ Khoa để lập hồ sơ điều tra xử lý. Trong năm 2017, thị trường cổ phiếu của Mỹ tăng cao kỷ lục, giá dầu tiếp tục lên và thị trường bất động sản của Trung Quốc cũng bùng nổ. Tất cả những điều ấy đã khiến tài sản của những người giàu nhất thế giới cũng tăng trưởng mạnh hơn bao giờ hết. Forbes đã theo dõi tài sản của hơn 2.000 tỷ phú trong năm 2017. 10 tỷ phú kiếm được nhiều nhất trong năm vừa qua bổ sung vào tổng tài sản của họ lên tới 204 tỷ đô la Mỹ, vượt trội so với chỉ là 74,7 tỷ trong năm 2016. Khoảng thời gian theo dõi của Forbes là từ tháng Giêng năm 2017 cho đến ngày 14 tháng 12 năm 2017. Nhà tỷ phú Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới kể từ tháng 10, cũng chính là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm vừa qua. Cổ phiếu Amazon đã tăng giá phi mã khiến cho tổng tài sản của Bezos tăng lên tới 33,8 tỷ đô la Mỹ. Bezos là một trong 3 người Mỹ lọt vào top 10 tỷ phú kiếm được nhiều nhất trong năm 2017. Những nhân vật khác trong danh sách gồm có trùm dầu mỏ khí đốt và viễn thông Ấn Độ Mukesh Ambani, đã sáng lập kiêm CEO Facebook, đó là Mark Zuckerberg, là trùm bất động sản Hui Ka Yan. Bezos có tổng tài sản lên đến 98,6 tỷ đô la Mỹ. Amazon của Bezos đã có một năm tăng trưởng kỷ lục. Cổ phiếu của hãng này tăng tới 60% so với thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2017. Chỉ trong ngày 26 tháng 10 khi Amazon báo cáo kết quả kinh doanh và quý 3 đầy khả quan, cổ phiếu đã tăng tới 13%. Cùng ngày hôm đó, tài sản của Jeff Bezos đã tăng 7 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vài giờ đồng hồ và giúp ông vượt qua Bill Gates, trở thành người giàu nhất thế giới từ đó tới nay. Còn đối với nhà tỷ phú Trung Quốc Hui Ka Yan, đang sở hữu là 27,4 tỷ đô la Mỹ, có tổng tài sản lên tới 36,5 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của ông trùm bất động sản người Trung Quốc này đã tăng gần gấp 4 lần trong năm vừa qua. Điều này bắt nguồn từ việc cổ phiếu tập đoàn Evergrande Group của Hui tăng tới 400% giá trị sau khi công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm tài chính 2017, với doanh thu là tăng 115% và lợi nhuận ròng là tăng 224%. Nhà tỷ phú Bernard Arnault có tổng tài sản lên tới 40,3 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của ông phần lớn tới từ số cổ phần của hãng thời trang Christian Dior mà ông nắm giữ. Cổ phiếu Dior đã tăng 52% kể từ đầu năm tới nay và đã nâng giá trị của họ lên đến 47 tỷ đô la Mỹ. Arnold còn sở hữu phần lớn cổ phần của LVMH, là tập đoàn sản xuất phụ kiện thời trang xa xỉ mà ông điều hành từ năm 1989 tới nay. Cổ phiếu của LVMH, công ty kiểm soát tới 70 thương hiệu cao cấp, gồm có John Perignon, Bulgari, Louis Vuitton và cũng tăng 35% trong năm vừa qua. Đối với nhà tỷ phú Mark Zuckerberg với tổng tài sản lên đến 72 tỷ đô la Mỹ, Facebook của ông có một năm tăng trưởng ổn định bất chấp nhiều sóng gió. Cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất thế giới đã tăng tới 60%. Tuy vậy, vào tháng 12 năm 2015, Zuckerberg đã hứa là sẽ tặng 99% cổ phiếu của Facebook cho mục đích từ thiện. Còn đối với nhà tỷ phú công nghệ Trung Quốc Ma Huatong và là tập đoàn Tencent Holdings, nơi ông làm chủ tịch, hiện là ông đang sở hữu số tài sản lên đến 44,3 tỷ đô la Mỹ. Ông cũng có một năm 2017 thành công mỹ mãn. Hiện là Tencent đang kiểm soát ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Trung Quốc, gồm có WeChat với là hơn 960 triệu người sử dụng. Cổ phiếu Tencent đã tăng tới 100% trong năm vừa qua, giúp cho hãng này vượt qua Facebook về mặt giá trị thị trường. Ngoài WeChat, Tencent còn đầu tư rất mạnh vào mảng game với chiến lược là thâu tóm những startup, công ty phát triển game đình đám trên toàn cầu. Nhà tỷ phú Mukesh Ambani với tổng tài sản lên đến 41,1 tỷ đô la Mỹ. Năm nay, Ambani là người giàu thứ tư thế giới, vào năm 2010 đã góp mặt trong top 20 người giàu nhất thế giới sau 5 năm. Tài sản của ông tăng chủ yếu là nhờ cổ phiếu của tập đoàn Reliance Industries lên giá là 65% trong năm vừa qua, nhờ doanh thu lớn từ mảng hóa dầu. Bên cạnh đó, mảng viễn thông của công ty này cũng tăng mạnh kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2016 đến nay. 4G do Reliance Industries cùng đối tác cung cấp đã thu hút được tới 146 triệu khách hàng. Còn đối với Carlos Slim Helú và gia đình của ông, đang sở hữu số tài sản là 65,1 tỷ đô la Mỹ. Carlos Slim Helú là người giàu nhất Mexico và đã từng đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới của Forbes vào năm 2011. Nhưng từ đó đến nay, vị trí của ông đã bị chiếm bởi những cái tên như là Warren Buffett và Mauricio Ortega. Giá cổ phiếu của tập đoàn viễn thông của ông đã sở hữu đã chạm đáy thấp nhất vào tháng 11 năm 2016 sau 13 tháng sụt giảm. Năm 2017, cổ phiếu America đã tăng khoảng là 50%. Ngoài ra, Slim còn sở hữu là 17% cổ phần của New York Times. Giá cổ phiếu của cơ quan này cũng đang ở trạng thái tốt nhất từ năm 2013 đến nay. Đối với nữ tỷ phú Zhang Huiyan với tổng tài sản lên tới 22,8 tỷ đô la Mỹ, nhờ thị trường bất động sản phát triển bùng nổ, tổng tài sản của người phụ nữ giàu nhất châu Á này đã tăng gần gấp 3 trong năm 2017. Zhang, người sở hữu 57% cổ phiếu của hãng bất động sản Country Garden Holding, công ty có giá cổ phiếu tăng là 201% trong năm vừa qua, đã thừa hưởng hầu hết tài sản từ người cha của mình, ông John Perignon. Ông John thành lập Country Garden Holding cách đây 20 năm và chính thức IPO vào năm 2017. Từ năm 1997 cho đến nay, công ty này đã ký kết là 384 dự án trên toàn cầu và đã bán được 3 triệu ngôi nhà. Với nhà tỷ phú Larry Ellison với số tài sản lên tới là 61 tỷ đô la Mỹ, Ellison đã thành lập công ty Oracle vào năm 1977 và phát triển nó thành một gã khổng lồ trong ngành phần mềm với giá trị lên tới 202 tỷ đô la Mỹ. Trong năm vừa qua, cổ phiếu của Oracle tăng 30%. Tuy nhiên, chỉ trong ngày 15 tháng 12, sau khi Oracle báo cáo rằng mạng điện toán đám mây của họ có doanh thu ít hơn so với dự đoán của các nhà phân tích, cổ phiếu của họ đã giảm 4%. Tài sản của Ellison đã sụt giảm 2 tỷ đô la Mỹ. Nhà tỷ phú François Pinault và gia đình có số tài sản là 27,3 tỷ đô la Mỹ nắm trong tay tập đoàn Kering. Gia đình Pinault đã kiểm soát một loạt thương hiệu thời trang và phụ kiện xa xỉ, gồm có Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen và Saint Laurent. Năm 2017, chỉ nhờ doanh thu Gucci tăng mạnh, cổ phiếu của Kering đã tăng tới 80%. Những năm đầu năm 1975 đến khoảng năm 1985, phần lớn người Việt Nam khi tới Mỹ đều được hội đoàn hay nhà thờ đứng ra bảo lãnh hỗ trợ, cũng như được hưởng quy chế khá cao, nhất là những gia đình có con em nhỏ dưới 18 tuổi. Khi đó họ chẳng cần phải lo lắng, cứ từ từ tìm hiểu, học hỏi để hội nhập, mọi thứ đã có chính phủ lo. Đến từ một đất nước nghèo, nhu cầu vật chất sống còn ở mức tối thiểu nên ai cũng hài lòng với hiện tại, nhất là ở thời điểm đó. Nhìn quanh người Việt ai cũng nghèo như nhau, chẳng ai giàu hơn để mà so sánh. Đời sống ở đâu cũng vậy, phải đi làm mới có thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, nhu cầu vật chất theo cuộc sống ngày càng lên cao. Ngày mới qua chỉ ao ước có nhu cầu sống tối thiểu, nhưng khát vọng con người là thăng tiến. Người Việt cũng không ngoại lệ, nên sau nhiều năm hội nhập, cuộc sống người Việt ở hải ngoại đã không còn cách biệt với người bản xứ, hay có thể là có phần trội hơn. Vì người Việt vốn rất kiên trì, chịu khó, cũng như là bỏ công bỏ của nhiều để đầu tư cho con cái học, nên sau nhiều năm thành quả của họ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, phải nói là đáng ngưỡng mộ. Còn thành phần mới qua định cư sau này hầu hết là ra đi theo quy chế di dân, cá nhân bảo lãnh như cha mẹ bảo lãnh cho con, anh em bảo lãnh cho nhau, chồng bảo lãnh vợ. Do vậy điều kiện vật chất, thời gian hỗ trợ giúp đỡ có phần hạn chế hơn nhiều. Đồng thời vào thời điểm hiện tại, cuộc sống ở Việt Nam đã cải thiện hơn xưa. Có những bạn đang có cuộc sống tốt, có nhà do cha mẹ để lại, có việc làm ổn định hàng tháng, hay thỉnh thoảng được thân nhân nước ngoài hỗ trợ một vài trăm USD. Có thể là rất giàu hoặc là không giàu, nhưng chí ít cũng có cuộc sống ung dung. Do đó có ước vọng rằng đi ra nước ngoài để có cuộc sống dễ dàng hơn, nhất là một cường quốc như nước Mỹ. Và điển hình là thấy Việt kiều hải ngoại nhiều người thênh thang, áo gấm về làng. Với suy nghĩ như vậy nên không ít người qua tới đây thiếu kiến thức tối thiểu của cuộc sống hải ngoại, khi đối diện với khó khăn không lường trước đã không thích ứng được, dẫn đến suy sụp tinh thần, bất đắc dĩ, than thân, trách phận, có khi là oán trách, nản chí. Cả người đã bảo trợ họ sang, vì sao giàu thế mà không lo cho họ một cuộc sống như họ muốn. Thành ra cả người bảo trợ lẫn người được bảo trợ đã lâm vào cảnh khó khăn, bức rứt, tiến thoái lưỡng nan, sức mẻ tình cảm. Xin được chia sẻ đến quý vị những bước bắt buộc phải có một cuộc sống mới mà chúng ta cần phải vượt qua nếu muốn tái định cư ở một đất nước xa lạ, như mọi thứ từ ngôn ngữ cũng như cách sống hoàn toàn khác biệt. Sau khi đặt chân đến xứ Mỹ, người thân hoặc là người bảo trợ sẽ mất vài ngày đưa chúng ta đi làm giấy tờ hợp thức hóa cần thiết cho cuộc sống ở Mỹ, như thẻ căn cước, thẻ y tế, xin nhập học cho con trẻ, vân vân. Sau đây là những quyền lợi mà chúng ta được hưởng từ chính phủ. Các cháu dưới 18 tuổi sắp vào học trường tiểu học và trung học gần nhà, có xe bus đưa rước đi về hai bận. Ăn trưa miễn phí ở trường, có thể được cho vào lớp đặc biệt thời gian đầu để củng cố Anh ngữ. Nhớ đem theo đầy đủ học bạ ở bên Việt Nam và cần dịch sang tiếng Anh. Các cháu trên 18 tuổi có thể ghi danh nhập học ở trường cao đẳng địa phương với tên gọi là Community College. Ở đó chúng ta có thể học tiếng Anh và chọn một nghề nào đó làm kế sinh sống trong tương lai. Tùy theo sở thích và trình độ, chúng ta có thể chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm để lấy bằng cử nhân. Nếu chúng ta không có thu nhập hoặc thu nhập thấp thì tất cả miễn phí, hầu hết ai cũng được chính phủ tài trợ, xin học bổng. Đây là quyền lợi chung cho mọi công dân Hoa Kỳ. Ngoài tiền học phí, sách vở do chính phủ giúp miễn hoàn trả. Nếu đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn vay tiền từ chính phủ giúp hỗ trợ sinh sống để có thể học toàn thời gian. Còn con nít dưới 18 tuổi, người già trên 65 tuổi thì được trợ cấp y tế toàn phần của chính phủ, Medicaid, và có thể xin thêm được food stamp, trợ cấp thực phẩm. Những người trên 18 tuổi hoặc là dưới 65 tuổi thu nhập thấp sẽ được trợ cấp y tế bán phần của chính phủ. Như ở Texas có chương trình Gold Card mà người Việt mình hay gọi là thẻ vàng. Mỗi tiểu bang có những chương trình và tên gọi khác nhau. Những người mới nhập cư hầu hết đủ điều kiện được hưởng vì chưa có thu nhập. Người bảo trợ hoặc cho gia đình bạn là tạm nhà họ một thời gian ngắn cho đỡ tốn kém, hoặc là tìm mướn dùm bạn một căn nhà mắc rẻ tùy theo khả năng. Và từ đây sẽ bắt đầu hành trình gian khổ, tự túc tự cường của chính bạn. Nếu mà bạn có vốn mang theo, có số tiền sống một thời gian không đến nỗi quẫn bách, thì lúc này chúng ta nên tranh thủ học tiếng Anh, cho dù không cần nhiều, nhưng ít nhất nghe được, nói được chút ít để kiếm việc làm. Vì chẳng lẽ họ mướn chúng ta vào làm còn phải mướn thêm người thông dịch. Một điều cấp bách khác là phải học lái xe. Nhờ người thân kiếm mua một chiếc xe mới, cũ, mắc rẻ tùy theo khả năng của mình. Đây là chuyện bắt buộc. Nếu không có tiền, chúng ta phải thương lượng với người thân để hỏi mượn, sau này sẽ hoàn trả. Quỹ thời gian ở nước ngoài rất eo hẹp, không ai có thể đưa đón chúng ta mỗi ngày đi và về. Ngôn ngữ và chiếc xe là chìa khóa mở đầu cho cuộc sống. Ngày nào còn chưa có hai thứ này thì chúng ta sẽ còn bế tắc. Trường hợp chúng ta không có tiền mang theo, nghĩa là vô sản, thì không thể chần chờ. Chúng ta phải chấp nhận bất cứ việc làm nào, đương nhiên là lương thiện. Dù là những việc làm tay chân nặng nhọc, những việc không cần chất xám để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình ở thời gian hiện tại. Người bảo trợ họ có thể tự nguyện giúp chúng ta thời gian đầu trong khả năng, nhưng họ không có bổn phận phải nuôi chúng ta và gia đình chúng ta. Hoặc dù là họ có muốn, đôi khi cũng không đủ khả năng vì số phí này không phải là con số nhỏ. Còn việc làm ở xứ người trong trường hợp chúng ta là người mới ở đất nước này sẽ như thế nào? Cũng không khó hiểu. Cứ tưởng tượng một người mới nhập cư đi xin việc làm, không nói, không nghe được chủ muốn nói gì. Kinh nghiệm nghề nghiệp không có, đôi khi cũng đã có tuổi, sức khỏe không còn sung mãn, vân vân. Tất cả là con số không. Không khác đứa bé còn đang chập chững tập đi thì chúng ta sẽ làm được những gì ngoài những việc không ai muốn làm mới tới tay mình. Vì sao vậy? Thường là có hai trường hợp. Chúng ta là người năng động, tự tin. Thứ nhất là tôi chấp nhận vì tôi biết với tôi chỉ là tạm thời. Một thời gian nữa khi quen cuộc sống đây, rành đường xá, tiếng Anh giỏi, tôi sẽ tìm một việc làm khá hơn, hợp với khả năng hơn. Với tôi điều quan trọng hơn là môi trường, điều kiện sống tốt cho tương lai, sự phát triển của các con. Tôi tin với khả năng của mình, tôi chấp nhận dấn thân. Còn đối với bạn không chấp nhận được thực tại thì trong trường hợp này lỡ ôm một ảo mộng thiên đường, từng nghe cuộc sống bên Mỹ vất vả mà không hình dung được tới mức nào. Ở Việt Nam tôi sướng gấp mấy lần, công việc cũ nhàn hạ, có nhân viên, tội gì. Tiếng là qua Mỹ mà tôi phải làm những việc nặng nhọc như làm tiệm phở, làm chợ, giữ con nít, vân vân. Nhìn chung thấy người qua trước giàu có, trong khi tôi phải làm việc tay chân như thế này, thật là mất mặt, biết vậy tôi không đi. Hay là thậm chí chúng ta có nằng nặc đòi quay về Việt Nam thì đó là những trường hợp tôi thấy đang xảy ra rất nhiều. Mỗi lần quyết định đi hay ở đều không phải chuyện đơn giản. Ngoài chuyện tốn kém tiền bạc, thời giờ còn có nỗ lực tình cảm của nhiều người thân. Trong khuôn khổ bài chia sẻ này, tôi chỉ có mục đích phần nào giúp cho chúng ta hiểu rõ con đường trước mặt để có một quyết định sáng suốt nhất. Những người Việt tha hương từ nhiều năm trước họ không có chọn lựa nên dù thế nào cũng cắn răng dấn thân, kiên quyết đạp đổ mọi trở ngại. Nhờ vậy có thể nói là gian khổ họ trải qua, nhất là tinh thần, gấp vạn lần hoàn cảnh hiện tại. Nhưng họ đã vượt qua và thành công. Còn hiện tại chúng ta có lợi thế hơn nhiều. Chúng ta có người thân bên cạnh hướng dẫn trong cuộc sống mới, có chút tiền mang theo. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã vững mạnh và tinh thần bớt được nhiều cảm giác bơ vơ lạc lõng. Tuy nhiên thời nào cũng có những việc bạn phải tự làm. Đó là nỗ lực phấn đấu. Việc này không ai có thể làm thay thế chúng ta được. Hy vọng là những thành quả giàu sang của người đi trước sẽ là động lực cho chúng ta dấn thân. Chứ đừng lấy cái đó mà so sánh, phân bì. Để rồi thay vì dấn thân tiến bước, chúng ta lại trở thành thất trí, than thân trách phận, dùng ánh mắt cay đắng nhìn đời. Thực ra đã chứng kiến không ít người là nạn nhân của nhân sinh quan sai lầm này. Hãy nhớ những người thành công hiện giờ, họ cũng phải trải qua một thời gian dài phấn đấu, không khác gì chúng ta bây giờ. Họ có khi còn khổ hơn chúng ta nữa. Còn nếu chúng ta nhận ra được điều này, đã có chút khái niệm, thấy rằng hoàn cảnh mình ở Việt Nam tốt hơn, thì chúng ta nên ở lại nước mình, đừng đi làm chi cho phí thời giờ, tốn tiền và tốn công người bảo trợ. Nước Mỹ chưa bao giờ tự phong đất nước này là thiên đường, chỉ là những cảm nhận của một đại đa số nào đó ưu ái mến tặng cho nó mà thôi. Thiên đường hay địa ngục là do từng trường hợp cá nhân, đừng thần thánh hóa quá để rồi thất vọng. Theo quan điểm riêng, đất nước Mỹ không là thiên đường một cách huyễn hoặc xa xôi. Đất nước Mỹ cũng có ưu, có khuyết và nhiều mặt tầm thường như mọi nước khác. Có điều là có thể là khẳng định là nơi chốn này cho chúng ta và nhất là giới trẻ rất nhiều cơ hội để tiến thân. Chỉ là chúng ta có chịu nắm lấy hay không mà thôi. Thực ra những cái chia sẻ này chỉ đúng trong một phạm vi nhỏ nào đó, không phải là phản ánh được tất cả, nên không phải trong trường hợp của mình. Cứ xem như là chúng ta đọc qua một câu chuyện để mà cảm nhận. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.